Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại đến kênh Quốc Thịnh Vlog của mình. Chủ đề của hôm nay là gì đây nhỉ? Là gì ta? Đó chính là kim châm súp cài. Mà trước khi ăn thì phải nấu chứ. Mời các bạn cùng nấu với mình. Nguyên liệu nấu ăn của ngày hôm nay sẽ gồm nấm kim châm, hạt niêm, nước mắm, bột ớt, hành. Đây là hành tây băm nhuyễn. Đây là tỏi và ớt băm nhuyễn. Đây sẽ là tương ớt Hàn Quốc và một gói bột bắp. Trước tiên chúng ta cần bắt một nồi nước để nấu nấm kim châm. Trong khi chờ đợi nước sôi, chúng ta sẽ pha sẵn nước sốt khoảng 2 muỗng đường cát, muỗng cà phê nhé, 1 muỗng hạt niêm và khoảng 1 muỗng đầy bột ớt. Tầm 2 muỗng cà phê nước mắm. Và thêm khoảng một chút xíu nước lọc. Chúng ta bỏ thêm một muỗng đầy ớt Hàn Quốc nha. Một chút xíu bột bắp để khi một hồi khuấy lên cho bột, cho nước sốt của chúng ta sẽ đặt lại. Bây giờ chúng ta khuấy đều ra, cho khoảng nước sốt đều vào. Sau khi nước sôi thì chúng ta bỏ nấm vào nhé. Chúng ta nấu vừa chín thôi nhé, đừng để chín quá, thôi nấm sẽ bị quá mềm. Bây giờ chúng ta có thể vớt ra được rồi. Chúng ta tắt lửa đi. Tiếp theo chúng ta sẽ nấu phần sốt của nấm kim châm nhé. Đầu tiên chúng ta cho một ít dầu, sau đó bật lửa lên cho dầu nóng. Khi dầu đã có hơi nóng thì chúng ta sẽ bỏ phần tỏi ớt lúc nãy vào nhé. Chúng ta xào. Chúng ta xào đều chảo nha. Tiếp đó chúng ta bỏ phần hành tây cắt nhuyễn vào, xào chung với phần tỏi ớt này luôn. Nhớ dặn lửa nhỏ lên nha các bạn, dặn lửa mạnh quá thì nó bị khét. Sau khi xào cho nó hơi vàng một tí, chúng ta bỏ phần nước sốt lúc nãy vào.
ta nấu cho nó, nếu một hồi hơi kẹo lại. Sau khi sốt hơi kẹo lại thì chúng ta tắt bếp. Tiếp theo chúng ta đổ phần sốt này vừa nấu vào nấm. Chúng ta lấy đũa hơi trộn nhẹ lên. Sau khi trộn đều sốt và nấm lên, chúng ta gắt một tí hành lên cho dĩa cái nấm kim châm của ta thêm đẹp mắt. Xong rồi đấy các bạn, thế là chúng ta đã hoàn thành một dĩa nấm kim châm sốt cay. Bây giờ sẽ vào phần chính của ngày hôm nay, thưởng thức món nấm sốt cay vừa mới làm ra. Các bạn hồi hộp không? Chứ tôi cũng hồi hộp. Không biết ngon hay dở đây. Mời các bạn thưởng thức cùng tôi nhé. Ăn rất ok mọi người. Này mà ăn với cơm là hết sảy. Mọi người có ai muốn ăn thịt nữa thì có thể cắt thịt luộc và để vô ăn kèm cũng ngon. Vị cay của nấm với sốt thì nó chỉ the the thôi, không có cay quá. Vừa ăn. Nhiều. Ăn đây trong sự với các bạn luôn, là mình cũng mới làm YouTube ăn đây thôi, cho nên có hơi ngại về vấn đề giao tiếp. Nên các video trước thì cũng ít nói. Sau ba lần rút kinh nghiệm những các tiền bối trước thì hôm nay cũng được hơi nói nhiều.
video trước thì mình có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho. Với mình cũng mong được các bạn ủng hộ nhiều để kênh mình phát triển hơn. Video của mình chắc cũng phải kết thúc tại đây thôi. No quá quý vị ơi. Ăn thật sự là ăn hết nổi. Quá no. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tới. Video này nếu có gì sai sót thì mời các bạn qua. Mình có thể cho mình xin được một like và một đăng ký kênh nè. Cảm ơn các bạn nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.